Tại Đại học Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp chip bán dẫn từ các cơ sở giáo dục Đại học Việt Nam. Tham dự hội thảo có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Hội thảo có sự tham gia của đại diện gần 40 cơ sở giáo dục đại học lớn, có các ngành đào tạo phù hợp, ngành gần với chuyên ngành thiết kế chip bán dẫn. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định, từ khi quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ được thiết lập vào tháng 9 năm 2023 vừa qua, những cơ hội lớn trong hợp tác phát triển các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, công nghệ năng lượng mới đã được mở ra. Nhưng thực tế triển khai lại đang đứng trước thách thức rất lớn do sự thiếu hụt nguồn nhân lực. Hiện có trên 50 doanh nghiệp FDI lớn đã đầu tư vào Việt Nam về công nghiệp vi điện tử và bán dẫn. Trong đó, lĩnh vực thiết kế vi mạch đòi hỏi nhiều nhất nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này theo dự báo của một số chuyên gia kinh tế, trong 5 năm tới khoảng 20.000 người và 10 năm tới khoảng 50.000 người trình độ đại học trở lên. Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, hội thảo là sự kiện quan trọng đối với sự định hướng phát triển ngành công nghiệp mới của cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Bí thư Thành ủy cũng cho biết, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai xây dựng đề án phát triển chip bán dẫn và vi mạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thành lập tổ công tác và tư vấn liên ngành với sự tham gia của các sở ngành và một số chuyên gia để tham mưu xây dựng đề án và các nội dung liên quan. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn trên địa bàn thành phố. Đà Nẵng đã chủ động và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực chip bán dẫn và ngành công nghệ nói chung để đến thành phố hoạt động dưới nhiều mô hình, hình thức khác nhau. Để chúng tôi sẽ có một số các cái cơ chế tạo các cái điều kiện để thu hút cái nhân lực vào học trong các cái ngành này. Trong đó chúng tôi sẵn sàng có các cái cơ chế về học bổng và hoặc là các cái cơ chế cho vay. Các cơ sở đào tạo của thành phố cũng như là các doanh nghiệp và các chuyên gia thì rất quan tâm đến cái câu chuyện là chúng ta phải có cái việc đào tạo cấp tốc, tức là khi mà các cái sinh viên mà tốt nghiệp các cái chuyên ngành gần với lại cái lĩnh vực này thì có thể đào tạo trong vòng 6 tháng đến 1 năm là có thể đáp ứng được các cái yêu cầu. Tại hội thảo, đại diện các trường đại học, doanh nghiệp đã cùng chia sẻ định hướng, tiềm năng, thế mạnh và những hạn chế tồn tại của mỗi trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về chip bán dẫn. Trong đó, những thách thức trong công tác đào tạo, việc cần thiết xây dựng liên minh các trường đại học là điều được nhiều trường đại học quan tâm. Là sắp tới thì chúng tôi sẽ chủ trương là mở cái chuyên ngành về đào tạo thiết kế chip bán dẫn. Thứ hai là chúng tôi phối hợp với các doanh nghiệp, các chuyên gia quốc tế trong cái lĩnh vực chip bán dẫn để đào tạo các cái khóa ngắn hạn để vừa là trường thì cung cấp cái kiến thức hàng lâm, nhưng mà các doanh nghiệp, các chuyên gia sẽ tiếp tục cung cấp những kiến thức thực tiễn để sinh viên ra trường nhanh chóng hòa nhập vào cái lĩnh vực này. Việt Nam chúng ta có 3 cái vùng công nghiệp lớn: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Vì vậy những tập hợp các đại học liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực này sẽ giúp cho cái việc, một tức là tiếng nói từ cơ sở để nhà nước có những chính sách phù hợp hơn. Thứ hai là các đại học chia sẻ với nhau cái kinh nghiệm về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Cái thứ ba là có thể tận dụng tối đa được các nguồn nhân lực là các giáo sư, các phòng thí nghiệm để dùng chung. Phát biểu kết luận hội thảo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp chip bán dẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên số 1 trong các chỉ đạo chuyên môn của phần giáo dục đại học, trước hết trong năm 2024 và các năm sau. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ sẵn sàng ban hành thông tư và quy chế đặc biệt để thu hút chuyên gia, liên kết đào tạo để sử dụng chương trình của nhau, sử dụng chương trình của nước ngoài. Vì vậy, yêu cầu lớn nhất đặt ra cho các cơ sở giáo dục đại học là cần có những giải pháp đột phá. Ngành này là ngành mới. Chúng ta không thể phát triển nó bằng tất cả các kinh nghiệm cũ, những thói quen cũ và cách làm cũ được. Phải có một cái cách làm, một giải pháp, một tầm nhìn thực sự mới mẻ. Với các trường đủ quyết tâm chứng minh được khả năng của mình như chúng ta thấy thì sẵn sàng cho các trường tuyển sinh sớm, vừa tổ chức đào tạo vừa hoàn thiện các điều kiện. Chúng ta phải phát triển cả nghiên cứu và đào tạo, và phải nghĩ đến một tương lai có một ngành công nghiệp bán dẫn riêng của Việt Nam, và nhìn ra cung cấp nguồn lao động cho cả nước ngoài nữa. Trong khuôn khổ của hội thảo, 5 cơ sở giáo dục đại học gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã cùng ký kết biên bản hợp tác liên minh nhằm thống nhất kế hoạch hành động để sẵn sàng đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ nhu cầu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo để hợp tác hiệu quả với doanh nghiệp bán dẫn.